Chào mừng các bạn đến với kênh Hoàng Vinh Radio. Hôm nay mời các bạn tiếp tục nghe bộ truyện Thanh Xuân Bất Diệt tập 140 của tác giả Khảo Ngư. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Quyển 6, chương 245, cuộc gặp gỡ bất ngờ. Cuộc họp chính phủ được mở đầu ở tuần mới. Đây là một cuộc họp thông lệ cuối cùng trước Tết. Cái tháng này, Hoàng Thành đã xảy ra quá nhiều việc, quá nhiều sự kiện, nhưng mà tiêu điểm chắc chắn tới từ nhà của phó thị trưởng tô mới chuyển tới không lâu cuối tuần trước con trai của tô lý thành cũng đã tiến vào tầm mắt của người ta không chỉ giới hạn ở đám hoàng khố mà ngay cả một số quan viên cũng nghiên cứu rốt cuộc tô sáng có bối cảnh thế nào trên cuộc họp tô lý thành đề xuất kế hoạch phát triển mới cho khu vực yển tắc hồ khiến cho hứa trường thành và hoàng ngọc nổ ra tranh chấp dữ dội hứa trường thành muốn đem nó thành một khu biệt thự mang tính nghỉ dưỡng cao cấp. Còn Hoàng Ngọc muốn trọng điểm kết hợp nông sản và du lịch xanh, không có ai chịu thua kẻ mày. Xung đột trực tiếp nổ ra. Phó thị trưởng Thường Dụ Chu Chiêu Phong đã ngã về phía Hứa Trường Thành. Đây là lý do trước kia Hoàng Ngọc phải nhịn. Nhưng bây giờ Tù Lý Thành cầm chiếu lệnh cải cách kinh tế ở trên xuống, Hoàng Ngọc nhìn thấy cơ hội kiên quyết không chịu thỏa hiệp thị trưởng Dương Dạng Lý liền phủ quyết cả hai phương án, muốn là mọi người quy hoạch lại, sau khi có kết luận sẽ đấu thầu công khai, coi như là phản quyết. Về tới văn phòng của mình, hứa Trường Thành uống một ngụm trà, không kìm được đập dở xuống đất, làm viên thư ký quản hồn mới dội dàng quét dọn. Sau đó, hứa đã nhận được điện thoại của Chu Chiêu Phong rủ là buổi tối tới nhà hàng Phủ Nam Thế Gia nhắm rượu. Trong phòng bao của nhà hàng, hứa Trường Thành vừa mới tới nơi đã hầm hầm nói Cái tình Hoàng Ngọc đó có vấn đề sao vậy? Cơ sở cá ngân thì làm ở đâu mà chả được Cá ngân ở đập nước Thượng Du là ngon nhất Toàn bộ hoàn thành đều biết Ông ta nhất định là muốn dương tay tới yển tắc hồ Rõ ràng là muốn tranh ăn với tôi rồi Cả cái lão chu anh đã lên tiếng rồi Ông ta vẫn kiên quyết như thế Rõ ràng không có coi anh ra gì Chúng ta lấy ra báo cáo nghiên cứu cục quy hoạch đi ông ta lôi cái vấn đề nông nghiệp vào đó có phải là ông ta cho rằng mình xuất thân là quân khu tỉnh cho nên không có để địa phương vào trong mắt không chu chiêu phong chỉ lặng lẽ ngồi nghe sắc mặt âm trầm ngay cả viên giám đốc bên cạnh tiếp rượu cũng biết đây là dấu hiệu trước khi mà chu chiêu phong nổi giận chỉ lặng lẽ rót rượu không có nói một lời cuối cùng chu chiêu phong lắc đầu ánh mắt rất là dữ dội hoàng ngọc luôn là cái đình khó nhổ nhưng mà lần này quan trọng là kẻ đóng đinh. Anh nói Tô Lý Thành cố ý đưa ra cái phương án này để cho chúng ta mâu thuẫn, chia rẽ chúng ta sao? Hứa Trường Thành là một người rất nóng tính, nhưng mà lăn lộn quan trường bao năm, không phải là dựa vào gia thế không mà thôi. Thoáng cái đã nghĩ ra khả năng cao nhất, nhưng mà lại xua tay. Không thể nào. Tô Lý Thành tới chưa có được nửa tháng, bây giờ khác nào con ruồi không đầu. Khả năng á, chỉ là một bữa thôi, sao có chuyện bẫy chúng ta chứ? Chu Chiêu Phong nhèo mắt, biết tính của hứa trường thành cố chấp, khi mà đang nóng đầu, khó nói thông được, phải chờ trấn tĩnh lại, liền mới chuyển chủ đề. Nghe nói hôm nọ, sau liên quan tất niên, con trai của Tô Lý Thành và con anh có chuyện xung đột không có vui vẻ lắm, anh có biết không? Hứa trường thành hừ một tiếng, con có một tên thị trưởng xô xe, hứa đồng cần gì phải nể mặt chứ? Trong mắt của ông ta, hiển nhiên con của mình bắt nạt người ta, đây là chuyện không có cần quan tâm. Chính vì thế mà hứa đông mới hoành hành không có biết kiên về gì. Đang nói chuyện gian dở thì thư ký của hứa trường thành gõ cửa đi vào nói. Cục trưởng Dương và Cục trưởng Trương nghe nói là hai vị thị trưởng cũng tới đây ăn cơm, đang chuẩn bị tới bái phỏng. Đang bực mình, hứa Trường Thành nói luôn, bái cái gì mà bái? Dương Văn An đang xuống huyện thị sát cơ mà, xong rồi sao? phê cho ông ta nhiều tiền như thế không phải là để cho ông ta ngồi chơi, không gặp đâu. Vị cục trưởng kia nghe thư ký chuyển lời lại mới dỗ dỗ dàn vàng, vàng trong đêm chạy xuống huyện hỏi thăm thị sát. Làm việc cực kỳ hết mình. Trùng hợp khi đó ở huyện có một vị huyện trưởng đề xuất cạn một kinh tế mới. Được vị cục trưởng này đột nhiên nhiệt tình tán đồng ủng hộ. Sau nữa kinh tế huyện vì thế đi lên. Có lẽ hứa trường thành chẳng có bao giờ ngờ một câu nói của mình thay đổi cục diện cả quyện coi như là tích một chút âm đức đi phẩy tay đuổi người ta ra ngoài hứa trường thành nhận ra cái điều gì cười nhạt tô lý thành muốn làm cái gì trong mắt của tôi chẳng qua vừa nhậm chức được trên tỉnh kỳ vọng cao cho nên nóng lòng muốn có thành tích chứng minh để củng cố địa vị thôi rồi mới mở cục diện mới thế nào cũng phải lập nên cái quyền quy trước mới được chứ cái hình tượng thị trưởng xô xe bây giờ của ông ta làm được trò trống gì có điều tôi thấy cần phải cảnh cáo ông ta một chút đừng có mà dở trò người mới tới đừng có bày trò khôn giặc phải biết thế nào là quy củ đã rồi mới làm tới chuyện khác được tằng kha mời thư ký trình thụy niên đưa tô lý thành về vào nhà chơi hiện giờ có mấy thư ký trong ban thư ký chưa có phân phối cho thị trưởng nào theo tô lý thành làm việc đợi khoảng thời gian xem ai thích hợp thì mới chọn cũng chưa muộn. Trình Thụy Niên được Tăng Kha mời vào trong nhà rất thấp thỏm. Quách hoài vì cố ý phá đám cho nên hắn phân phối cho Tô Lý Thành ba thư ký. Có hai người rất trẻ vừa mới vào ban thư ký năm ngoái, còn tốt nghiệp nghiên cứu sinh. Bằng cấp thì hơn hắn, trẻ tuổi hơn, năng động hơn, làm hắn rò lắm, không biết mình có được làm bao lâu. Tiểu Trình, cảm ơn cậu nha, Gần đây lão tô nhà của tôi không có cậu giúp, không biết bao giờ mới quen được công việc. Ăn qua quả đi. Tăng Kha nói rồi, tự mình ngồi gọt táo. Dạ, đó là trách nhiệm của tôi mà. Trình Thụy Niên định bảo là để tự mình gọt, nhưng mà lại không dám. Ngồi đó rất lúng túng. Giờ hắn sợ nhất là người ta lịch sự, cảm ơn mình, chỉ là ăn ngủi thôi. Sau đó thì dùng người khác trẻ trung hơn. Thế cho nên cầm miếng táo trong tay, đối diện với thái độ niềm nở của Tần Kha, Lân Trình Thụy Niên ưỡn thẳng, đầu thì niệm kinh lẩm nhẩm, đừng có đuổi đừng đuổi nha. Mấy ngày qua đi theo Tô Lý Thành làm việc, Trình Thụy Niên thấy thư thái, Tô Lý Thành là một quan viên thuộc loại hình kỹ thuật, không có kiểu cách liên quan đến những cái gì khác, nhưng rất thực tế làm cho hắn muốn đi theo sát bên cạnh Tô Lý Thành để mà làm việc tiếp. Dù không ngôi lên được nữa, cũng đáng cái nghề thư ký này á chẳng phải là ai ai cũng tới ngày đắc đạo đại đa số làm công tác văn thư ngày này qua ngày nọ đã bị giấy tờ nhấn chìm sinh mệnh rồi Tô sáng từ trên gác đi xuống cầm quả táo nguyên vỏ ngoạm luôn không có cầu kỳ gì hết vừa ăn vừa hỏi một số chuyện ở chính phủ từ báo cáo lần trước hắn đưa cho cha của mình tô sáng thừa nhận năng lực của hắn nếu xét điều kiện chung người này khá hợp làm thư ký của cha mình có năng lực, có kinh nghiệm, nắm rõ tình hình trong cơ quan như lòng bàn tay, bối cảnh không quá phức tạp. Nhưng hắn có đồng lòng với lãnh đạo không mới là điều quan trọng nhất. Thường thường loại người tin tức linh thông này rất là hay nghi ngã, biết hết nhưng mà lại giả dờ ngây ngô. Những cái thứ tầng sâu hơn sẽ không có nói ra. Làm nghề này người thông minh đều là muốn trong mắt của người khác, ngu ngốc một chút. Trình Thụy Niên bị chèn ép bao năm, cái khác không nói chưa ngữ khí và giọng điệu của người ta thì nhạy lắm nghe tô sáng nói hời hợt bâng quơ nhưng mà thật sự rất chú ý câu trả lời của hắn giống như đang kiểm tra mình nhất là ngôn ngữ nắm bắt vừa dặn không có giống hình tượng hung hăng ngang ngược bên ngoài hắn nào dám coi tô sáng như là một tên nha nội bình thường cứ nhìn tàng kha thấy con của mình hỏi chuyện cơ quan mà coi như là bình thường vậy đủ hiểu rồi căng thẳng trả lời cơ quan nghị trình thường có ba cuộc họp, họp thị trưởng, họp văn phòng thị trưởng, họp thường vụ chính phủ. Cuộc họp hôm nay chỉ là thông lệ, báo cáo công tác. Các phó thị trưởng phân quản từ đó tranh thủ ít lợi ích. Hiện giờ đang tranh luận khai phát yển tắc hồ, không có bên nào chiếm lý hơn. Dằn có mãi, e cuối cùng, cũng như là bao hạng mục khác dứt đó, chuyện gì cũng không thành. Quyển 6, chương 246, cuộc gặp gỡ bất ngờ. Tu sáng mượn quả táo lớn che quất tầm mắt quan sát hắn nói: thực ra khi mà cha tôi tới đây làm thị trưởng tôi cũng không có tán đồng lắm. Một mình cha của tôi đơn thương độc mã đi tới, nhiều việc không rõ. cả nhà của chúng tôi là người ngoài, chẳng có một chút căn cơ nào ở đây. Trong khi dung thành có cơ nghiệp rồi, chẳng phải là dựa vào nghề này kiếm sống. Tôi đã bảo cha tôi lượng sức mà làm thấy nơi này không có phát triển được thì về, không cần phải tốn công làm gì. Tàng Kha nghe con trai nói ba cái lăng nhăng, trừng mắt lên. Nhưng mà con trai giờ đã là chủ tịch lớn rồi, nói tới công việc kiểu này á còn có kinh nghiệm hơn cả mình, cho nên không có xen vào. Trình Thụy Niên rất muốn há mồm, bày tỏ sự ngạc nhiên. Chưa bao giờ có ai lại đi khuyên cha mình như vậy. Nhưng mà thấy thái độ dững dưng của Tô Sáng có vẻ không phải đùa. Lòng hơi cuốn nếu mà tô lý thành mà đi á hắn không còn chút cơ hội nhỏ xíu nào nữa chuyện ở cuộc họp hôm nay đã đụng tới lợi ích của thị trưởng hứa rồi tôi ở trong cơ quan lâu năm cũng biết một chút ông ta nóng tính họ hứa lại là họ tộc ảnh hưởng lớn ở hoàng thành xưa nay không có biết nhẫn nhịn có thù ác báo e lần này có ý kiến rất lớn với thị trưởng tô ông ta cũng không có để yên điều này tô sáng biết cả rồi vấn đề không phải ở đó mà là ở việc trình thụy niên đã nói ra việc khai phát ở phía đông hồ tốn cả trăm triệu nay bị cát lại muốn đấu thầu không ai có thể trấn tĩnh được chẳng lẽ là mong thị trưởng hứa vui vẻ cởi mở dân chủ sao trình thụy niên dân dạ luôn mồm xem ra mình đã bắt trúng mạch rồi tô sáng công khai tỏ thái độ ác cảm với hứa gia như thế trước mặt của mình tức là phần nào coi mình là người nhà rồi tô sáng tự mình tiễn chân trình thụy niên khỏi tiểu khu đương nhiên y không có hy vọng trình thụy niên ngay lập tức có thể đem hết bí mật trong cơ quan ra hôm nay chỉ cần mình tỏ cái thái độ trước là được hắn không biết nắm cơ hội thì chỉ có thể trách bản thân thôi cái viên lâm trong tiểu khu này phải nói là cực kỳ đáng tiền tô sáng thích nhà nhỏ một chút ẩm cúng một chút yêu cầu không cao nhưng mà hoàn cảnh xung quanh cực kỳ coi trọng không có nghi ngờ gì nơi này rất phù hợp với yêu cầu của y. Trong tiểu khu có một cái ao nước, một cái cầu gỗ nhỏ bắt ngang, đi bên trên ngửi được cái mùi hơi nước mang mát trong không khí cực kỳ sảng khoái, khiến cho thù sáng từ khi mà tới đây đều dậy sớm chạy xung quanh một vòng. Còn gọi điện cho đường vũ chứng minh trước kia ở trong thành thị giật ngữ hay là đại học Tượng Hải không phải là y lười mà là môi trường không có thích hợp. Thật ra mới mấy ngày đầu, tô sáng cũng muốn ngủ nướng. Nhưng mà đồng hồ sinh học là cái thứ quái ác. Ở trường bị đường vũ rèn dậy sớm quen rồi cho nên muốn ngủ thêm cũng không được. Ra ngoài lang thang thì mới phát hiện ra cái hay của tiểu khu này. Thế cho nên mới quyết định chạy bộ. Mỗi sáng chạy quanh tiểu khu không có thể tránh khỏi chạy qua nhà của thư ký Trương Điền. Thì thoảng được nhìn thấy Điền Điền, cô gái như là một phiên bản cổ điển của Lâm Lạc Nhiên thi thoảng ngồi ban công tầng 2 xem sách hoặc là lái chiếc pi xanh nõn chuối đi ra bên ngoài đèn phong luôn sáng vào tầm 9 giờ tối xem ra không phải là cô gái thích chơi bời hôm nay tô sáng cũng tập thể dục chạy được nửa đường thì nhìn thấy điền điền lúc này mặt trời cũng vừa mới lên chùm ánh sáng xiên xiên chiếu xiên vào mặt của tô sáng làm y không có nhìn rõ lắm khuôn mặt của cô chỉ thấy một cô gái áo thun ba lỗ màu lam nhạt và chiếc quần lửng màu xám lông chuột. Cái cổ thon dài cùng rìa trong của xương quay xanh lộ ra ngoài không khí, dài sợi tóc dính bết vào giữa cổ giống như bức phát quả cổ điển thanh nhã. Quan Thành nằm trong vùng khí hậu nhiệt đới, cao nguyên gió mùa, khác hẳn với Thượng Hải, lạnh ẩm tới thấu xương, khí hậu rất ẩm áp cho nên dù là giữa mùa đông, buổi sáng mặc đồ thể thao ngắn tay, chạy bộ cũng không có thấy lạnh. Tô sáng trước đó chỉ toàn thấy Điền Điền mặc một bộ trang phục khá kín đáo. Đây mới là lần đầu tiên thấy dốc người của Điền Điền. Mắt không khỏi sáng lên, chỉ một từ thoát ra trong đầu quy lúc này, đó là đẹp. Đúng thế, không cần nói thêm cái từ nào nữa, nếu không sẽ chỉ giảm đi vẻ đẹp của bức tranh này. Điền Điền chạy tới gần chỗ của Tô Sáng, dừng lại, tóc đuôi ngựa dài đung đưa sau đầu, hơi ngước lên, đôi mắt lòng lành, hơi liếc nhìn y một cái, mô dưới hơi dởn lên, phát quả ra một khuôn mặt nhẹ nhàng nói. Gần đây thấy cậu sáng nào cũng chạy bộ buổi sáng, xem ra cậu cũng chú trọng rèn luyện sức khỏe hả? Trước đó, hai người đã được giới thiệu với nhau, lại còn rất gần nhau, có thể cúi đầu không thấy, chứ mà ngẩng đầu là thấy không thể nói là xa lạ, có điều hai người lần đầu gặp nhau không có được tốt lắm, thêm vào Tô Sáng và bạn trai Điền Điền quan hệ không ra sao, cho nên không có tiện chủ động thân cận. Chắc chắn Hứa Đồng chẳng có nói gì hay ho về mình. Thực ra công bằng mà nói, cho dù Hứa Đồng không có ghét gì y thì cũng chẳng có hay ho gì mà nói. Tô Sáng thừa biết mấy cái tin đồn về mình thật sự rất là không tốt rồi. Không ngờ chỉ vì chuyện tập thể dục buổi sáng đều đặn lại được mỹ nữ để mắt, thậm chí còn có vẻ ấn tượng cũng thay đổi. Đường Vũ nói không sai, dậy sớm tập thể dục đúng là có lợi. Tô Sáng nhe răng cười, chủ yếu mới tới đây cho nên phải chịu khó chạy quanh một chút cho mọi người quen mặt. Nếu không bị hiểu lầm là một tên lưu manh thất nghiệp gọi bảo vệ tới bắt thì không hay lắm. Điền Điền mím môi cười bỏ qua câu nói đùa này. Chạy cùng nha. Tu sáng đâu có ngốc mà từ chối. Hai người mới sống dài chạy quanh tiểu khu. Buổi sáng hoàn thành chỉ mát ngang với cuối thu ở Thượng Hải. Trong tiểu khu chỉ toàn là những cán bộ trung niên chậm rãi đi bộ hoặc múa thái cực quyền. Hôm nay xuất hiện một phong cảnh mỹ lệ. Một nam một nữ sống dài chạy dưới cái nắng ban mai. Nam mặc đồ thể thao trắng, mái tóc rối tự nhiên, nữ mặc áo xám, mái tóc cột đuôi ngựa, cao đông đưa theo cái bước chân, như là đón ánh mặt trời chạy tới. Một số người nhận ra điền điền không kìm được hơi há mồm, quên cả giấy tay chào vui vẻ như mọi khi. Cảm giác hai người này chạy cùng nhau rất là hòa hợp. Tù sáng không phải là chạy để ra mồ hôi, y chỉ chạy nhẹ nhẹ, hít thở không khí là chính. Vừa dặn phù hợp với nhịp chạy của Điền Điền. Lý Bằng Vũ không có chịu nổi kiểu tập thể dục cụ già tập dưỡng sinh của Tô Sáng, cho nên tập một mình, đoán chừng lúc này đang đu xà ở chỗ nào rồi. Điền điền một mặt hơi hồng lên nhưng mà nhịp thở đều đặn, không có mồ hôi, ngay cả tiết tấu nói chuyện cũng không có thay đổi. Chuyện hứa đồng cậu đừng có để ý nha, con người của anh ấy là thế, nhiều tật xấu nhỏ nhưng mà bản tính không xấu. Sau khi mà tin tài khoản của hứa đồng bị đóng, thân phận của tô sáng làm cho người ta có mặt khi đó bàn tán xôn xao nói thân phận của tô sáng không tầm thường xem ra tô sáng có ý đồ bất thiện với hứa đồng là bạn gái điền điền tất nhiên không có muốn hai nhà tô hứa có xung đột câu nói này tô sáng nghe qua nhiều rồi đào chữ hồng cũng thế nhậm dĩ danh lần đầu gặp y cũng nói câu tương tự về đào chữ hồng tốt xấu luôn không phải là một vấn đề dễ dàng đánh giá cũng không phải là thứ có chuẩn tắc nào quyết định nhưng cái việc nên làm và phải làm ở mỗi địa vị mỗi người thì rất rõ ràng tô sáng không có muốn tranh luận vấn đề này cười đáp có lẽ thế điền điền dừng chân hai người đi đến chỗ nghỉ ngơi trong tiểu khu điền điền hỏi tôi nghĩ cậu phải phản bác lại lời này của tôi chứ hứa đồng không phải là người bảo bạn gái đi làm thuyết khách cho mình tô sáng nhún vai Cô cũng không phải là người tùy tiện nói dối Vậy có cái gì nữa đâu để mà nói chứ Quyển 6 chương 247 Cuộc gặp gỡ bất ngờ Điền điền hơi ngẩn người Dù là tô sáng nói nhẹ nhàng Nhưng mà cô hiểu Mình nói cái gì cũng không có thể thay đổi được nữa Anh ấy là người quá coi trọng thể diện Nhiều thứ không có nói ra ngoài được Nói được một nửa Điền điền lắc đầu Thôi dù sao tôi cũng tuyên bố Đây là chuyện riêng của cậu và anh ấy Không có liên quan tới tôi Tô Sáng ngạc nhiên Chẳng phải hai người Trước sau gì cũng kết hôn hả Khuôn mặt của Điền Điền không có biến quá nhiều Ngồi xuống chiếc ghế đù Đưa tay ra đẩy khẽ Nhưng mà không có nghĩa Mọi thứ của tôi là của anh ấy đúng không Anh ấy là anh ấy Tôi là tôi Tôi có tư tưởng và lập trường riêng của mình Mẹ tôi rất thích anh ấy nhưng mà cha tôi thấy anh ấy lỗ mãn không có đủ vững dàng sau khi mà tốt nghiệp đại học tôi liền chấp nhận hứa đồng theo đuổi dù sao chúng tôi quen nhau từ nhỏ rồi biết rõ về nhau nếu không đồng ý anh ấy chẳng biết khi đó mẹ tôi còn giới thiệu cho tôi những người đáng ghét nào nữa điền điền ngẩng đầu nhìn trời ánh mắt mông lung đôi khi tôi nghĩ cuộc đời của mình có lẽ rồi sẽ thế cơm no áo ấm kết hôn với một người mình hiểu rõ, chăm chồng, dạy con, thế mà thôi. Thế là rất tốt, tôi cũng mong như thế, được kết hôn với cô gái mình yêu thương, rồi có đứa con, như vậy giấc giả làm việc sẽ có ý nghĩa hơn. Điền Điền cười hơi chua chát. Đúng vậy, tôi cũng nghĩ thế, mình đã có điều kiện gia đình rất tốt, có bạn trai, bao người hâm mộ, nếu không biết thỏa mãn sẽ bị xét đánh đó tôi phải mang khuôn mặt thỏa mãn, mỉm cười tiếp nhận tất cả. Rồi đến cái ngày kết hôn, có xe sang mở đường, có cái đám đông dây quanh. Tôi phải nở một nụ cười hạnh phúc trong đám đông đó. Cậu cũng cho rằng như vậy chứ. Tôi không có dám phán định, tôi chỉ biết tình yêu là một thứ xa xỉ, cần có điều kiện vật chất là cơ sở đã. Có bánh mì, có sữa thì người ta mới nghĩ tới tình yêu được chứ có người cả đời theo đuổi cái thứ này cuối cùng lại khuất phục bởi một chiếc xe đắt tiền đừng có nghĩ nhiều những người có cuộc sống vật chất đầy đủ chẳng bao giờ lo lắng ngày mai như chúng ta không có tư cách than giảng quá nhiều tôi nghĩ là tình cảm là thứ mà chúng ta có thể cùng nhau dùng đắp là nỗ lực của cả hai bên tôi sáng nghĩ có lẽ đây là cái chứng rối loạn tiền hôn nhân mà người ta hay nói sao đoán chừng điền điền cũng thế càng đến gần hôn lễ đã được định trước, liền sinh ra nhiều băn khoăn và sợ hãi. Ân quán của mình và hứa đồng là chuyện nhỏ thôi, không phải vì thế mà tô sáng phá đám chuyện của bọn họ. Nhìn có vẻ hứa già đối xử với Điền Điền rất tốt, gả cho hứa đông sẽ có một cuộc sống sung túc. Nếu vì cái lời nói không thỏa đáng của mình, làm tân nương trong lúc tâm trạng mẫn cảm này chạy mất. Hứa đồng đấm ngực dặm chân hay là học máu tại chỗ thì tù sáng cũng chẳng có quan tâm. Khiến cô gái đẹp như là cái mầm quả này á, muốn đi tìm cuộc sống đầy kích thích, sôi nổi gì đó, cuộc đời tốt đẹp, quỷ trong chớp mắt thì thành lỗi của mình rồi. Thế cho nên tô sáng nói cẩn thận. Điền Điền không phải là một cô gái dễ thuyết phục, cũng không phải là một cô gái chỉ có vẻ đẹp bề ngoài. Lập tức phản bác lời của tô sáng. Nhưng mà vật chất cũng có thể cùng nhau sáng tạo mà. Tôi không có nghĩ thiếu tình cảm có thể sống với nhau lâu dài. Giống như cậu nói, phải có bánh mì, có sữa, nhưng mà cái thứ đó hai người có thể lấy làm lý do phấn đấu có đúng không? Nếu không có gì cả, chỉ cơ sở vật chất không, vậy thì mấy chục năm sau không phải là quá nhàm chán sao? Tù sáng vừa suy nghĩ lời của Điền Điền nói, rất tự nhiên đi tới đẩy ghế đu cho Điền Điền. Ý nghĩ này gọi là tạo nghiệt, nếu như những cái người mà phải lo lắng nửa đời sau không biết được đảm bảo có khi họ trực tiếp nhảy lầu không chừng điên điên không hiểu gì sao lại đi đem cái chuyện này nói với chàng trai còn kém tuổi của mình hơn nữa trước đó hai người quan hệ có thể nói không khác gì người lạ nhưng mà cô bất tri bất giác nói hết suy nghĩ trong lòng ra không một chút đề phòng lúc nào cũng không hay nhìn khuôn mặt của tô sáng điền điền đột nhiên nổi hứng trêu chọc y à cậu nói đúng vậy thì tôi nên chọn một người có điều kiện tốt nhất có đúng không ví dụ cậu cũng không phải là lựa chọn tệ điều kiện tốt biết dỗ dành con gái tô sáng rối rít xua tài. không không kém xa lắm tôi không có tiền cha tôi lương tháng có mấy nghìn thôi mẹ tôi đã bán đứt tuổi công tác rồi về hưu cũng không có lương trong nhà lại phải nuôi tôi học đại học, chẳng biết ngày tháng năm nào mới mua được cho tôi một cái xe như bạn trai của cô đó. Điền Điền tẩm tỉm cười, không cần xe, tôi có xe, hai người dùng một cái là đủ rồi, cần gì hai cái. Đi trong thành phố, tôi có thể ngồi ghế phụ cho anh lái, tôi chỉ tôi sẽ chỉ đường, nếu về Dung Thành, đi xa, chúng ta thay nhau lái. Nha đầu điên, chơi đến nghiện rồi, nhập dai cũng quá sâu đi, Tù sáng đáp, tôi không có nhà, nhà đều là của cha mẹ tôi, được cơ quan phân phối thôi. Rất nhiều người không có muốn sống với cha mẹ chồng, nhưng mà tôi không có ngại, hai nhà của chúng ta lại đối diện nhau, không phải là thuận tiện quá sao? Thật ra tôi rất hiếu thuận nha, không có nỡ xa rời cha mẹ, như vậy là tốt nhất rồi. Như đoán được, tù sáng sắp nói cái gì, điền điền bổ sung. Nếu như cha của cậu phải điều động đi nơi khác, cũng không sao cả, đi tới đâu cũng được, gã gà theo gà, gã chó theo chó mà. Tù sáng nuốt nước bọt, nếu là bất kỳ cô gái nào nói với y những cái lời này cũng không sao. Đùa mà, nhưng một cô gái giống hệt Lâm Lạc Nhiên nói với mình, Tô Sáng không khỏi cảm thấy hốt quản. Đại học Thượng Hải rất là nổi tiếng, nhưng mà tốt nghiệp xong không tìm được việc rất nhiều. Có học trưởng của tôi, bây giờ lương tháng chưa có tới 1.500 đồng, bỏ đi cái tiền bia thuốc lá nộp cho gia đình chẳng được là bao. Thế là đủ rồi, tiết kiệm một chút là được mà. Cùng lắm thì mua cái áo mới, không cần đắt, trông đẹp để một chút là được rồi. Còn về con cái cũng không nên sinh sớm, vợ chồng chúng ta có nhiều không gian riêng với nhau hơn. Đợi tiền lương tăng lên, nuôi được con rồi hẳn sinh cũng không muộn, tôi tin năng lực của cậu. Tô sáng hết sâu một hơi, điền điền cũng miếm chặt môi. Cuối cùng cả hai không có nhịn được vì cười. Cô cũng nhập dài quá đấy. Tô Sáng dở khóc dở cười nói, cậu cũng thế thôi, tiểu nữ tử thấy sao học vậy, một người mà đi ao đì A6, có cả vệ sĩ kè kè bên cạnh, có giống sinh viên bình thường không? Trừ tiền lương của cha cậu là thật, nhưng mà điều khác là giả chứ gì? Điền điền, nở nụ cười thật sự tươi tắn, khuôn mặt bừng sáng như mặt trời xuyên mây. Cô thấy toàn thân khoan khoái, ngay cả với cô bạn thân nhất là trương thiến cô cũng chưa có bao giờ nói hết ra tâm sự thầm kín này xưa nay điền điền luôn là một cô gái mẫu mực nghe lời cha mẹ tôi thì không có giống thế rồi vừa rồi tôi nói điều là thật nói không chừng gặp được cái chàng trai khiến cho tôi mất lý trí rất có khả năng tôi sẽ làm thế vậy thì cái chàng trai đó sẽ là một người rất may mắn và hạnh phúc rồi tô sáng trầm ngâm một lúc quyết định nói chân thành Cảm ơn đã khen, tôi nghĩ là cô gái nào cưới được cậu cũng như thế. Điền điền cũng chẳng có khiêm tốn. Thì ra chúng ta đều tuyệt vời cả. Hai người lại cười đau bụng một hồi nữa, điền điền mới hỏi tô sáng. Làm sao mà cậu có thể gọi một cú điện thoại đã đóng được tài khoản của hứa đông? Rất nhiều người thắc mắc đấy. À, tôi có rất nhiều học trưởng làm việc ở Facebook. Gặp phải sơ hở lớn như vậy tôi tất nhiên phải gọi điện báo cho anh ấy rồi. Tiếp theo đó là do anh ấy tự làm thôi. Cậu nghĩ tôi có tin lời của cậu không? Chuyện này thật sự là thế mà. Tù sáng gãi đầu cơ bản không phải là y nói dối chẳng qua là chưa có nói hết sự thật thôi. Quyển 6 chương 248 Lại thêm một điểm tốt nữa Điền Điền phát hiện ra ở tù sáng không có thích khoe khoang Cô quá quen với nam nhân, bất kể tuổi tác ở trước mặt của mình như con cong xòe đuôi rồi. Nói một tấc lên trời không có làm cho người ta thấy yên tâm bằng những lời đơn giản của tu sáng. Nói tới mặt này hứa đồng thua xa. Điền điền không phải là một cô gái coi trọng vật chất, chuyện này không có đào sâu thêm. Được, tạm thời tôi tin cậu. À phải rồi, nghe nói nhà của Trương Thiến mời nhà cậu ăn cơm, người ta có thịnh tình như thế Chẳng lẽ cậu không có ý nghĩ gì sao? Ý nghĩ gì cơ chứ? Tô Sáng không hiểu. Ý của tôi là chuyện thành gia lập thất đấy. Trường Thiến rất tốt, đôi khi mờ miệng mau mắn một chút, nhưng mà không có ý xấu đâu. Cũng xinh đẹp, người ta không hề để ý cậu có nhà có xe không. Nói thật đây Tô Sáng, tôi chờ với Trường Thiến từ nhỏ tới lớn luôn. Rất biết tính của cô ấy. Mờ mép liễn thoáng, thật ra rất là nhát gan tới giờ chưa có mối tình đầu đó. Chuyện này không có dám đùa nữa, tô sáng dứt khoát cắt ngang. Xin lỗi, tôi có bạn gái rồi. Để tăng thêm sức nặng, tô sáng nhìn về phía Dung Thành bổ sung. Chúng tôi giống như là cô vậy, đều đã định ngày kết hôn rồi. Điền điền nhìn tô sáng, lần đầu tiên trong đời chăm chú mắt của một chàng trai như thế. Lòng thoáng sao động, đôi mắt đó vượt qua hàng ngàn cây cổ thụ bao quanh tiểu khu giống như không có tiêu điểm nhìn về phương xa. Mà Điền Điền không biết rằng mấy năm trước ở cái thành phố nhỏ tên là Hạ Hải, Tô Sáng cũng mang tâm tình tương tự nhìn cô gái giống mình y hệt. Điền Điền không ngờ vì cái đáp án này chàng trai điều kiện như là Tô Sáng lại tốt tính, khéo léo chiều lòng con gái như vậy, có bạn gái không phải là chuyện gì lạ. Sắp kết hôn là chưa có kết hôn phải không? Vậy thì chưa có tới thời khắc cuối cùng ai cũng có lựa chọn cho mình, có đúng không? Chú Tô mới tới hoàn thành nhậm chức thôi mà, tôi nghĩ vẫn còn có thời gian. Tô Sáng không khỏi có một chút đau đầu, y phát hiện mình thật sự không hiểu rõ mấy cái chuyện dòng dèo trong tầng cấp này. Dĩ như gia đình của Dương Quy Quy, Lâm Lạc Nhiên đều không có bình thường. Nhưng mà cả hai đều không cảm thấy đó là vấn đề. Không biết đối phương thăm dò lôi kéo quan hệ hay thật sự cái gì đó nhìn điền điền còn nghiêm túc đợi câu trả lời của mình không biết phải nói cái gì luôn tới cuối cùng lại còn là điền điền an ủi tô sáng yên tâm dù khó khăn tới mấy cũng không ép nổi cái đám chị em anh hùng của tôi đâu cái buổi sáng hoàn toàn bất ngờ đó kết thúc ở đó điền điền mỉm cười xoay người đi khỏi cái đình nghỉ chân quay trở về nhà áo ba lỗ giải da quần cọc khoe thân hình mạng điệu nhu hòa dưới ánh mặt trời, một lúc sau có tiếng mở đóng cửa. Lý Bằng Vũ không biết từ đâu bất ngờ chui ra. Cái tên này càng ngày càng xấu tính, chẳng hề thật thà như lúc đầu mới gặp. Mắt nhìn chầm chầm vào mong của Điền Điền tới khi quốc sao. Tô sáng giờ chân đá im một cái. Lý Bằng Vũ sớm nhảy ra ngoài ngồi nghỉ. Đi thẳng về nhà, nơi tần Kha đã chuẩn bị cái bữa sáng ngon lành. Tô Lý Thành thường nói đùa ông tới hoàn thành một mình bận rộn cả nhà thanh nhàn cũng có phần đúng tô sáng thi thoảng theo trường thần diêu minh đi tìm hiểu phong thổ nhân tình của hoàng thành dù có ý đồ điều tra thực tế trong đó nhưng mà rõ ràng nhàn nhã hơn cha của y nhiều cha y suốt ngày chạy khắp các cái bộ phận phân quản thị sát tìm hiểu tình hình rồi ăn uống xã giao về nhà ăn cơm một bữa với vợ con cũng thành chuyện xa xỉ có điều Tết đến, Tô Lý Thành bất kể là ở đâu, thì cái bữa cơm buổi trưa đều cố gắng trở về nhà ăn. Làm người bên ngoài, điều đồn Tô Phu Nhân không có đơn giản, nhất định là một thiết nương tử rồi. Tin đồn này, đa phần nam nhân đều không thích, ngược lại là Tô Lý Thành chẳng có để ý, nói với Tô Sáng, cha con sau này sẽ làm việc ở Hoàng Thành, con thì khai trường sẽ đi, chẳng có còn bao lâu nữa. Chẳng lẽ cha không nên trở về nhà ăn cơm thường xuyên một chút sao? Có con ở đây á, cơm trong nhà cũng ngon hơn chứ. Đợi con đi rồi, cha mẹ ăn qua loa cho xong. Đôi khi mẹ của con á, chỉ là mỗi một bát mì thôi. Thời gian nữa, mẹ con cũng trở về dung thành. Một mình cha càng đơn giản. Tết xuân năm nay, nhà của Tô Sáng ăn Tết ở Hoàng Thành. Lý Bằng Vũ tới một ngày trước giao thừa mới bay trở về Nam Kinh, nghỉ phép 5 ngày. Tới hết mùng ba Tết, sẽ trở lại hoàn thành trước kia ở dung thành hay là hạ hải mọi người ăn tết ở nhà cậu cả nhà cậu út cũng tới đông vui náo nhiệt năm nay không có tụ tập được nữa ba người nhà của tô sáng ở trong căn nhà xa lạ tại Hoàng thành xem liên quan xuân của đài truyền hình trung ương đêm giao thừa tô sáng ngồi nhìn pháo hoa gọi điện thoại cho bạn bè bao gồm trương tiểu kiều ở thượng hải lý hàn ở giang tây Tiêu Hút ở Hồ Bắc, ba người Dương Quy Quy ở Bắc Kinh, Tiết Dương Dịch ở Trùng Khánh, Lưu Duệ ở Trường Sa. Còn có Ngô Thị Nhuế thì cái chuyến bay chưa về, đang cô đơn bên Hàn Quốc. Một giai trúc năm nay cũng ở nhà ăn Tết, không có đi đâu, cũng gọi điện thoại quấy rầy y, làm cho tô sáng thấy ấm áp hạnh phúc. Dương Thành nhận được chiếc xe rô chờ của tô sáng tặng đúng ngày 30 Tết nghe giọng kích động của cô trong điện thoại. Tô Sáng dám khẳng định nếu như mình mở nhà, có lẽ đêm nay có quà đáp lại bất ngờ. Thế thì làm khó mình rồi, rốt cuộc có nên nhận không? Tô Sáng cũng liên tục nhận được quà năm mới. Triệu Minh Nông chịu chờ nhất là một con rồng vàng 24K. Năm 2002, doanh thu của Thục Sơn đạt 480 triệu, truyền thông Ba La nhờ vào Thục Sơn được xưng là ông vua kênh tiêu thụ. Nghiệp vụ đã mở rộng cực nhanh. Bố cục sẽ hoàn thành vào năm nay. Lúc đó, truyền thông Ba La sẽ có thế lực đủ đứng ngang hàng với một số thương hiệu cũ lâu năm của kinh hổ tuệ. Còn nghiệp vụ của bản thân Thục Sơn đang hừng hực tiến lên. Khí thế này trong vòng 3 năm năm khó cản nổi rồi, cho nên Triệu Minh Nông mới bạo tài như thế ngoài ra còn có quà của kiều thụ hâm đại biểu cho cao tầng của facebook trung quốc triệu hạo của thượng mạch nhâm quánh giang minh trong số tất cả các cái món quà thì của dương thanh mang tâm tư đặc biệt nhất đó là một đôi cá phong thủy hồng long nghe nói đã 6 tuổi một con dẫy và có đuôi màu quốc nhạc một con thì hoàn toàn thân màu đỏ rực đuổi nhau chạy vòng tròn trong bể tần kha thích vô cùng đặt nó ngay trên cái bàn tiếp khách ở chỗ bắt mắt nhất. Giao cửa một cái là có thể thấy rồi. Tô Sáng biết cá phong thủy đại biểu cho thịnh dượng. May mắn còn hai con thì thêm ý nghĩa gia đình thuận hòa và hạnh phúc trong hôn nhân. Cái món quà này của Dương Thanh cực kỳ hợp tâm ý của mẹ y. Có điều 6 năm tuổi sao? Tô Sáng không biết có phải là cá này càng thọ thì đại biểu nó mang tới nhiều phúc không? Nhưng mà y đoán nó không có sống được bao lâu nữa có điều y phải không có dám nói có điều y không có dám nói nói ra phá hỏng niềm vui của mẹ gọi điện xong cho tất cả mọi người đợi khi màn pháo hoa rực rỡ đã lắng xuống đêm đã về khuya tất cả chương trình giải trí đã hết rồi tô sáng mới gọi điện cho đường vũ chúc tết đồng thời hỏi thăm vấn đề quan trọng nhất bao giờ em mới tới hoàn thành mẹ anh cứ hỏi suốt đó thời gian cụ thể chưa có xác định được vì còn đợi lạc nhiên ở Bắc Kinh tới nữa, cô ấy sẽ ở nhà của em một ngày, sau đó thì bọn em cùng tới. cái gì? Tô Sáng thiếu chút nữa đánh rơi điện thoại rồi. cái này bắt đầu từ lúc nào vậy? sao mà loạt câu hỏi nảy sinh làm cho Tô Sáng thấy đầu óc lẫn lộn. Lâm Lạc Nhiên tới nhà của Đường Vũ ở hả? Hai cô gái này thân thiết nhau bao giờ chứ? Sao mình không biết vậy? Lạc Nhiên bao giờ tới? cô ấy không có ở cùng đám quy vũ sao? Nha đầu này kính miệng quá mức rồi, lại còn nói với một giọng tỉnh bơ như không nữa. Chẳng thể nhìn ra được tâm tư thế nào nữa, mà lúc nãy gọi điện cho Lâm Lạc Nhiên cũng chẳng có nói gì với mình cả. Hai nha đầu này thông đồng với nhau chơi mình sao? Quyển 6, chương 249 Thời gian cụ thể còn chưa có nói được, Lâm Lạc Nhiên nói chiều mùng 5 mùng 6 gì đó cô ấy còn có môn thi, sau đó sẽ bay ngay trong đêm tới Dung Thành. Lạc nhiên vốn định du lịch một chuyến trước khi mà trở về trường. Hiện giờ vừa dặn, hẹn em cùng tới Hoàng Thành, cô ấy nói muốn xem cái ổ của anh ra sao đó. Đường Vũ ở đầu kia điện thoại cười khúc khích, cô có thể đoán ra vẻ mặt hốt hoảng của Tô Sáng lúc này. Đáng lẽ cô phải khó chịu mới đúng chứ. Đường Vũ lại thấy buồn cười, sau đó giọng nhỏ đi một chút. Giả lại nếu không có lạc nhiên đi cùng á Thì mẹ em sẽ không có yên tâm cho em đi một mình đâu Vừa nghe nhắc tới một tuyền Tù sáng khó khăn lắm Mới lấy được dũng khí Chất dấn đường vũ liền đã bị đánh bại ngay tấp lự Mà một vấn đề khác quan trọng hơn Vẫn chưa có câu trả lời Hai cô gái này á, giấu giếm gặp nhau Sau lưng của mình Ở Thượng Hải sao Quan hệ của bọn họ Chắc chắn là phải tới cái mức độ rất thân thiết rồi vì một tuyền cực kỳ ghét người khác ở nhà của mình. Tù Sáng biết rõ điều này, đồng thời tưởng tượng hai cô gái ngủ chung một giường với nhau, một số tâm tư tà ác trỗi dậy không sao mà kềm chế được. Còn chuyện Lâm Đặc Nhiên không có ở nhà ăn Tết, định đi du lịch, vừa dặn thăm mi cũng không có gì đặc biệt. Lâm Đặc Nhiên không có nhà thực sự, dù cô có rất nhiều bạn bè, nhưng mà nói tới người thân chỉ có cha mình và Lâm Trú Vũ, Lâm trú vũ cho tô sáng xem một tấm ảnh cái thằng bé béo béo trên 3 tuổi cầm cái bình sữa cho đứa bé sơ sinh bú. Y không có thấy một cảnh tượng hạnh phúc còn liên tưởng sự chua xót nào đó. Đêm đó tô sáng mất ngủ, chuyện hai cô gái cùng tới làm cho Y rất thấp thỏm. Đường vũ thanh lệ lãnh đạm, Lâm lạc nhiên điêu hoa rực rỡ. Chỉ cần là tưởng tượng hai cái khuôn mặt đó đứng trước cửa nhà của mình, tù sáng có cảm giác tim đập mạnh tới ngạt thở. Những lời của Lâm Lạc Nhiên nói ở Thượng Hải, dù về sau cô có nói lại chỉ là đùa, Tô Sáng dù sao không có thể né tránh được vấn đề này. Nhưng cho tới bây giờ, Tô Sáng không có cho rằng sinh mệnh của mình có thể tiếp nhận được hai cái nụ cười khuynh đảo thiên hạ của hai cô gái. Sẽ chỉ có một thôi, đó là Đường Vũ, vợ y sẽ là Đường Vũ, cha của đứa con cho Đường Vũ phải là y đó là sự cố chấp của tô sáng tô sáng xù lòng lên phản ứng dữ dội nhất với bất kỳ ai xen vào cái chuyện này chuyện tương lai chẳng có thể nói quá nhiều nhưng mà bây giờ tô sáng có thể dự đoán được cuộc sống có phần buồn tẻ của mình ở hoàn thành vì sự xuất hiện của hai cô gái sẽ trở nên vô cùng đặc sắc ngoài ra làm cho tô sáng ngửa ngáy khó chịu lâm lạc nhiên chuyện ở chung với đường vũ không phải là tan thành bong bóng sao Lâm Lạc Nhiên chẳng lẽ còn cho đường vũ cơ hội lạc đàn nhường cho mình, khỏi cần nghĩ cũng biết là không có khả năng đó rồi. Có điều rất là mâu thuẫn, Tô Sáng lại mong đợi ngày hai cô gái tới, bất kể ra sao, được ở cạnh hai cô gái đó thì đau khổ gì cũng là một cái giá xứng đáng. Vì ngày tháng như vậy sẽ không có còn nhiều. Cuộc sống gì thế đột nhiên trở nên tràn trề động lực. Sau ba ngày Tết, tổ trưởng tổ giám sát của tỉnh, Tuần Thị Duyên, Sở Công an tỉnh, La Tường tới hoàn thành chỉ đạo công tác an toàn giao thông, trị an xã hội. Tổ giám sát tỉnh sẽ có 3 ngày nghiên cứu điều tra, mấy cái vị thị trưởng và phó thị trưởng cũng tham gia. Công tác tổng thanh tra này đã chuẩn bị từ trước Tết. Mấy ngày qua, Tô Lý Thành thi thoảng dẫn gia đình đi ăn cơm. Tô Sáng không đi, lý do rất là đường hoàng, Tết nhất không có thể đi hết cả nhà được cần phải có người ở nhà tiếp khách chủ yếu ở đầu kia điện thoại tô sáng nghe thấy có người nói nhất định gọi y đi mà cái giọng đó nghe giống của trương thượng vũ cha của trương thiến lắm hai cô gái của y sắp tới rồi ứng phó còn không có ấy nữa là lúc này tốt nhất đừng có phiền phức nào nữa thời gian qua chạy bộ buổi sáng cùng với điền điền gần như đã thành một lịch trình cố định hai người thường chạy song song không có nói chuyện nhiều như ngày hôm đó, chỉ thi thoảng mới nói có một vài câu. Điền Điền không có nhắc tới chuyện tình cảm của Tô Sáng nữa, thi thoảng chạy mệt, còn rất chu đáo đưa cho Tô Sáng cái găng giấy. Rất độc đáo, rất tự ngã. Nếu chỉ một lần, hai người chạy bộ với nhau đã đành đi, đằng này liên tiếp mấy ngày rồi, người trông thấy cũng không ít. Tô Sáng đoán thế nào cũng có một chút tin đồn nào đó truyền đi. Nhưng mà Điền Điền không có bận tâm, tô sáng cũng không có sợ chết đứng đã đành nói thật thân thiết như vậy với vợ chưa cưới của kẻ thù không thể không nói là khoái cảm kích thích tô sáng đôi khi không có hề nghi ngờ cô gái này nếu như sinh ra ở một hoàn cảnh khác có lẽ tính cách cũng giống hệt lâm lạc nhiên trước kia cô đọc manga còn nhớ là cái chuyện nói trên thế giới này sẽ có một người giống hệt bạn tô sáng không có hình dung được có thể giống tới mức này tưởng tượng cảnh lâm lạc nhiên tới đây gặp điền điền hắn sẽ rất thú vị có lần quay đầu sang nhìn trộm bắt gặp ánh mắt của điền điền cô gái này hơi đỏ mặt trừng mắt dây một cái tu sáng không có giải thích hành vi của y thật sự dễ khiến cho người ta hiểu lầm một ngày trước đại hội tổng kết công tác thanh tra tô lý thành ở nhà nghiên cứu bản thảo tu sáng ngồi bên cạnh đọc tăng kha thở dài Hai cha con của anh á ngày càng giống nhau đó, muốn thế mà còn không ngủ nữa, đi xem mấy cái này. Mai anh phải đọc báo cáo trên đại hội mà. Tô Lý Thành ngồi trên ghế dựa, tay cầm điếu thuốc, khói thuốc lượn lờ, bốc lên trời đêm tĩnh mịch ngoài ban công. Vậy thì càng phải ngủ sớm một chút đi, mai lên phát biểu mà ngáp vắng ngáp dài á, còn ra cái thể thống gì. Mai sẽ là lần đầu tiên Tô Lý Thành phát biểu công khai trước công chúng, coi như là chính thức tiến vào tầm mắt công chúng hoàn thành còn có đài truyền hình quay phim mọi công tác đều được an bài tỉ mỉ nhất công chúng ở đây thực ra là tuyệt đại đa số là cán bộ công chức trong thể chế chứ người thường đến bí thư thị trưởng phát biểu họ còn chẳng có bận tâm nữa là trước đó hoàn thành có rất nhiều lời bàn tán về tô lý thành nhưng mà dù thế nào cũng chỉ là giới hạn ở tin đồn thôi bình thường nhìn một lãnh đạo có bản lĩnh hay không nhìn vào cái gì đâu có ai đọc được con số thống kê trong báo nội bộ thực ra xem đọc báo cáo thế nào đây là một chuyện rất bình thường nhất khiến cho người ta buồn ngủ nhất nhạt nhẽo nhất vô dị nhất nhưng nó cũng là thứ có thể trực tiếp thể hiện phong cách bản lĩnh của một người lãnh đạo có phải là đúng quy củ rập khuôn máy móc không có gì đặc biệt hay là đối phó qua loa cho xong chuyện hoặc là nói tràn gian đại hải những cái lời vô nghĩa. Bởi thế, báo cáo là một chuyện thường lệ, tên nhàm chán, nhưng không có sơ sẩy một chút, rất có thể khiến cho người ta cười rụng răng. Người hoàn thành đều đợi cái vị phó thị trưởng mới gây nhiều tranh luận này ra mắt ra sao. Tô Lý Thành không có dám sơ suất đêm ngủ không có được là tất nhiên. Dù sao, đây là lần đầu tiên. Trước kia, báo cáo với lãnh đạo của thành phố hay trong tập đoàn điều khác cho dù là có truyền hình trực tiếp cũng không có thành vấn đề. Lần này chủ yếu do vấn đề tâm lý thôi. Còn tô sáng không ngủ được là vì y cứ cảm thấy không ổn. Từ trong những cái lần trò chuyện cùng với Trình Thủy Niên, Tô Sáng biết gần đây bên phía hứa Trường Thành rất là yên tĩnh. Loại yên tĩnh này quá khác thường. Thời gian trước, vị hạng mục đã bị trả về luận chứng trở lại. Hứa Trường Thành thiếu chút nữa đã chửi um lên giữa cuộc họp rồi bên đó lục tục có động tĩnh chạy đôn chạy đáo khắp nơi gần đây thì đột nhiên nín khe vốn tranh cãi với hoàng ngọc cũng đã thu bớt lại rồi quyển sáu chương hai trăm năm mươi trở tay không kịp đợi cha khuyên mẹ về phòng ngủ trước Tù sáng mới nói cha có nghe trình thụy niên nói dài việc bên kia động tĩnh hơi không có bình thường đó đừng có coi người khác là kẻ ngốc bọn họ cũng không có thể coi cha là kẻ ngốc nếu đã hiểu ra là chuyện tốt, ít nhất cũng truyền tin. Nói ra chúng ta biết bản thân của họ mâu thuẫn nội bộ trùng trùng. Không cần phải làm khó họ vì cha mà phải giả bộ đoàn kết với nhau. Nói rồi, Tô Lý Thành gặp tài liệu trong tay lại, dò tóc của Tô Sáng. Thôi, muộn rồi, ngủ con. Ngày hôm sau, Tô Sáng không quyên tâm cùng với Tàng Kha tới phòng nghỉ bên cạnh hội trường. Nhìn thấy cái nhóm phòng thư ký Trình Thụy Niên chạy đi chạy lại bận rộn còn chuyện khác không có gì lạ họp mà diễn ra quanh năm chỉ cần nhớ giờ tới là được rồi tô lý thành cầm cái bản thảo trò chuyện với một vị phó thị trưởng trình thụy niên tâm sự trùng trùng chạy tới kéo tay của tô sáng có một chút bất thường tôi sợ bên phía thị trưởng hứa sẽ có hành động đó mấy ngày qua trù bị hội nghị cho quách hoài chủ đạo tôi hỏi hắn biết được do thị trưởng hứa lệnh cho hắn chỉ biết là tương quan do quách hoài thông báo cho tôi mấy lần mượn cớ điều tôi đi nơi khác không có để tôi hỏi tới chuyện chuẩn bị hội nghị mà cái bản thảo của thị trưởng tô do người khác viết tô sáng cũng biết qua về mâu thuẫn giữa quách hoài và trình thụy niên mới ngạc nhiên hỏi thế là sao chẳng lẽ bọn họ định dở trò ở bản thảo sao trình thụy niên khẳng định chắc chắn bản thảo không có vấn đề tôi đã xem nhiều lần rất chính thống người giết hẳn là tiêu cường của ban thư ký chỉ có một số trình tự không giống mọi khi làm cho tôi không có yên tâm đây là công việc hắn ngồi mòn đích làm bao nhiêu năm rồi hắn đủ tự tin đảm bảo bản thảo của mình nói không có vấn đề thì tuyệt đối không có vấn đề tù sáng hiểu trình thụy niên lăn lộn ở ban thư ký nhiều năm như vậy nếu hắn nhận ra cái chuyện lạ chắc chắn là có căn cứ không cần chi tiết lớn chỉ cần có một vài người hành động hơi khác thường lệ, tuy không có đủ làm chứng cứ, nhưng mà người nào nhạy bén sẽ nhận ra. Tô Sáng mới trầm ngâm hỏi, anh tìm hiểu xem ai sẽ phát biểu trước cha tôi. Cái này không cần phải tìm hiểu nữa, tôi đã tìm hiểu được là tuần thị viên cảnh la tường của sở công an tỉnh. Ông ấy sắp lên bục nói chuyện rồi. Tô Sáng như hiểu ra cái điều gì, nói với Tô Lý Thành. Tô Lý Thành hừ một tiếng, đưa bản thảo cho Trình Thụy Niên. Sau khi mà tuần thị cảnh phát biểu xong, có 5 phút nghỉ, tiểu trình chỉnh lý bản thảo lại cho tôi, tư duy phải ăn khớp với phát biểu của tuần thị cảnh, cậu có làm được không? Trình Thụy Niên có một chút kích động gật đầu, tôi sẽ cố gắng hết sức. Đây rõ ràng có kẻ đặt bẫy rồi, nếu như phát biểu của Tô Lý Thành trái ngược với cảnh la tường trước đó, Tô Lý Thành có phát hiện ra cũng không có thể lập tức tổ chức được phát biểu lưu loát, thông luận rồi. Mà nếu truy cứu, tối đa là mấy cái thành viên ban thư ký do lỗi sơ xuất còn tô lý thành từ nay về sau triệt để thành trò cười ở hoàng thành tô sáng thừa nhận chiêu này mà thành công tương đối tàn độc nếu cha của mình bản lĩnh thua kém người năng lực thua kém người chính trị thua kém người dù là sĩ đồ của súng dốc thê thảm thì tô sáng cũng không có định nhúng tay vào nhưng mà đối phương dùng thủ đoạn hạ lưu thế này có cơ hội tù sáng sẽ không khách khí mà đáp trả. Hàng ghế thứ nhất của hội trường hứa trường thành và chu chiêu phong ngồi gần nhau. Cả hai mí mắt hơi buông xuống, đầu khẽ gật gật, mắt nhìn lên bục phát biểu. Bề ngoài thì bình thường nhưng mà trong lòng đủ các loại suy nghĩ xoay dần. Trước đó ở sự kiện này bọn họ đã mờ mịt tỏ thái độ rồi. Phải biết rằng trước cái loại hội nghị thế này thư ký cán bộ lên phát biểu đều là tiến hành trao đổi riêng với nhau trước về cái bộ khung chủ đề sẽ phát biểu nội dung phát biểu là từ góc độ nào vấn đề gì nên né tránh tránh trường hợp không hay xảy ra còn tô lý thành mới tới thư ký được phân công chưa có chính thức ngoài trình thủy niên còn có hai thư ký khác kết quả toàn bộ đi làm chuyện khác bài trừ ngoài cái việc trù bị hội nghị nội dung bài phát biểu của tô lý thành không phải xung đột với cảnh La Tường mà là cùng một bản in ra. Cảnh La Tường phát biểu trước, đợi Tô Lý Thành đi lên. Nếu không có chú ý, chỉ cần đọc vài câu ở phía dưới nhận ra ngay. Nếu nhận ra, chắc chắn là sững sợ, năng lực của cao tới mấy cũng không có thể ứng khẩu nổi đâu. Nên nhớ, đây là hội nghị chính thức, mọi lời nói ra phải đúng quy chuẩn, không phải nói tràn gian đại hải là được. Huống hồ, Tô Lý Thành chưa có tới được bao lâu, kiến thức hoàn thành chưa đủ mà cái mảng công tác thanh tra này càng mơ hồ đòn này có thể đã kích nặng nề uy tín chấp chính của tù lý thành ảnh hưởng sĩ đồ sau này thế nào chưa nói riêng ở hoàn thành khó ngóc đầu lên được tướng mà không có còn quy thì làm sao mà chỉ quy được quân còn tâm tình của thư ký trưởng chính phủ quách hoài lúc này rất phức tạp nếu tù lý thành bêu mặt ở hội nghị chắc chắn truy cứu tới bàn thư ký lấy lý do nhằm bản thảo gán tội cho trình thụy niên cũng không phải là tính là gài bẫy vì dù nói thế nào bản thảo có vấn đề là lỗi ở thư ký sau này coi như là tiền đồ của trình thụy niên toi rồi còn bản thân của hắn cũng làm kiểm điểm bản thân chưa có đủ sâu sát với công tác là cùng còn gây ấn tượng không tốt với tô lý thành thì khi đó tô lý thành mất hết quy vọng cũng không có đáng kể có hai người chu hứa ở đó hắn còn sợ cái gì sao đây giống là cục diện đáng mừng sau khi mà hắn thuận bườm xu gió lên vị trí thư ký trưởng. Nỗi đau năm xưa bị cướp mất người yêu cũng thức dậy. Mỗi lần mà nhìn thấy Dương Lệ nay đã trở thành vợ của người khác. Như luôn có ma ám rủ rỉ vào tai của hắn khiến cho hắn không ngừng dây dò hành hạ Trình Thụy Niên. Muốn Trình Thụy Niên cũng xéo khỏi cái bàn thư ký cho đỡ ngứa mắt. Nhưng mà Trình Thụy Niên lại là một người ương ảnh hoặc là nắm được loại tâm tư này của hắn cho nên dù có bị hắn gây khó dễ thế nào cũng nhịn cứ như ở lại để khoét sâu vào cái nỗi đau của hắn nhưng sau hôm nay mọi thứ có vẻ nên có cái kết quách hoài chấn động đồng thời cũng thấy trống rỗng và hụt hẫn giống như là mục đích nhiều năm qua đột nhiên không có còn nữa khiến cho hắn thấy mọi thứ trở nên vô nghĩa hắn còn nghĩ sự nghiệp trình thụy niên chấm dứt rồi dương lệ sẽ làm sao đây hắn biết trước đó là dương lệ và trình thụy niên gần như là cãi giả suốt ngày vì cuộc sống khó khăn bây giờ thêm cái chuyện này nữa liệu hai người bọn họ có ly hôn hay không nhìn cô gái mình si mê năm nào cuối cùng đã kết cục hôn nhân đổ dở cuộc sống bất hạnh cũng không phải là điều hắn muốn lòng của quách hoài rất mâu thuẫn có điều đây là đấu tranh chính trị cao tầng bên trên bản thân của hắn chỉ là con rối bị người ta thao túng thôi không có thể tự định đoạt trăng sáng năm nào treo sông cửa người buồn trong lòng tựa kim đâm ở phía dưới sân khấu quách hoài rời chỗ ngâm nga cái bài thơ nhỏ năm xưa làm gì dương lệ tới lượt tu lý thành lên phát biểu chù chiều phòng dựng ngón tay cái và ngón trỏ xoay bút mái mạ vàng của thục sơn trong tay hứa trường thành đặt tài liệu xuống năm ngón tay đang vào nhau chống lên bàn nhìn không chớp tô lý thành từ sau cánh gà đi lên chỉnh lý bản thảo trong tay nhìn một cái lông mài liền nhíu lại hai người chu hứa ở phía dưới lập tức đã nhìn thấy biến hóa này trên mặt của tô lý thành lòng phấn khích chủ đặc sắc hôm nay tới rồi quách hoài mở to con mắt lòng có cảm giác kích thích mấy năm qua hắn đã chèn ép trình thụy niên giới lãnh đạo bên trên cũng phải khúm núm dân dạ. Nhiều năm như thế thành một loại tâm lý biến thái. Cho nên mới bày đủ trò hành hạ trình thủy niên phát tiết. Dùng phương thức đáng thương này duy trì tôn nghiêm trong lòng. Bây giờ nhìn Tô Lý Thành bị đưa lên cái dạng thiêu. Đây là một vị phó thị trưởng là người khi mà đối diện hắn phải cúi lưng xuống. Nghĩ tới vị phó thị trưởng sắp lâm vào cảnh quẩn bách, tâm lý u ám làm cho hắn run rẩy. Các bạn vừa nghe xong tập 140 Thanh Xuân Bất Diệt. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn trong phần tiếp theo. Thân ái, chào tạm biệt.